Lukan đã nhận một sự tiếp đón hấp dẫn tại câu lạc bộ Hải Phòng với mức lương tháng tới tận 14.000 đô la Mỹ, gấp 3 lần so với tiền đạo Quang Hải. Hiện thỏa thuận giữa đội bóng cảng và tiền đạo người Brazil vừa mới được tiết lộ. Để thuyết phục Lukan đặt chữ ký trên bản hợp đồng kéo dài 2 năm, câu lạc bộ này đã sẵn sàng chịu chi hết mình. Theo thỏa thuận, Lukan sẽ gắn bó với câu lạc bộ Hải Phòng trong 2 năm tới với mức lương khủng 14.000 đô la Mỹ mỗi tháng, tương đương hơn 330 triệu đồng. Đối chứng với điều này, mức lương của tiền đạo 32 tuổi này cao gấp 3 lần so với Quang Hải, người được cho là đang nhận mức lương hàng tháng trên 100 triệu đồng từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, nếu so sánh tổng thu nhập, Quang Hải vẫn dẫn trước Lukan với hơn 5 tỷ đồng mỗi năm. Con số này thực sự ấn tượng và cao hơn đáng kể so với những tiền đạo ngoại đã thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng trong các mùa giải trước đó. Trước đó, Euro Steven từng nhận mức lương 8.000 đô la Mỹ mỗi tháng, gần 200 triệu đồng, trong khi ngôi sao Diogo Fagan đã gắn bó với đội bóng trong nhiều năm cũng chỉ nhận được mức lương thấp hơn. Điều này thể hiện sự kỳ vọng lớn mà câu lạc bộ Hải Phòng dành cho tài năng của Lukan. Thị trường chuyển nhượng V-League 2023-2024 sẽ chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 9. Điều này đặt ra áp lực lớn cho các đội bóng khi mùa giải mới sẽ bắt đầu chỉ sau chưa đầy 2 tháng, vào ngày 20 tháng 10 năm 2023. Vì vậy, việc nhanh chóng chiêu mộ những tài năng mới đem lại lợi thế quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Và chính vì lý do này, ngay sau khi hợp đồng của Lukan với câu lạc bộ Đà Nẵng kết thúc, câu lạc bộ Hải Phòng đã bứt phá để đưa tiền đạo tài năng này về sân lịch chay. Trong vòng 1,5 mùa giải thi đấu tại V-League, Lukan đã thể hiện giá trị thực sự của mình với 15 bàn thắng cho cả câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Đà Nẵng. Điều này giúp cho đội bóng của anh giành cú đúp vô địch V-League và cúp quốc gia mùa giải 2022. Cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa ở vòng cuối của V-League 2023 sẽ có thêm một người bạn mới, đó là Công Nghệ VAR. Với việc câu lạc bộ Đà Nẵng xác định phải xuống hạng V-League năm 2023, mọi ánh mắt sẽ dồn về cuộc đua vô địch nơi Công an Hà Nội và Hà Nội FC đang gặp nhau trong hành trình tới ngôi vương của mùa giải. Vào vòng đấu cuối, trận đấu của Công an Hà Nội và Thanh Hóa sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, sân Mỹ Đình sẽ trở thành trường chạy đua của Hà Nội và Viettel. Với tầm quan trọng của trận đấu này, ban tổ chức đã quyết định áp dụng công nghệ VAR cho trận Công an Hà Nội và Thanh Hóa. Đây không phải là lần đầu tiên VAR xuất hiện trong trận đấu của Công an Hà Nội. Đã từng có trận đấu của Công an Hà Nội cũng đã trải nghiệm công nghệ này trong ngày gặp Viettel vào ngày 12 tháng 8. Lần đầu tiên VAR xuất hiện chính thức tại V-League là một trong trận đấu Viettel chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ban đầu, FIFA đã gợi ý cho VPF chỉ sử dụng VAR trong những trận đấu bình thường, không có tính chất quá quan trọng. Tuy nhiên, khi trọng tài đã dần quen với công nghệ mới này, FIFA đã cho phép áp dụng VAR trong các trận đấu quan trọng hơn. Tin vui gần đây, FIFA sẽ hỗ trợ thêm 2C VAR cho V-League, đấu trường hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian tới, VPF và VFF sẽ tiếp tục đào tạo trọng tài và trợ lý VAR để sẵn sàng áp dụng VAR vào tất cả các trận đấu V-League trong tương lai. Trở lại cuộc đua vô địch V-League 2023, Công an Hà Nội có lợi thế khi hơn Hà Nội 2 điểm và chỉ cần 1 điểm trước Thanh Hóa để đăng quang. Tuy nhiên, với chiến thắng tại Cúp Quốc gia 2023, Thanh Hóa đang tự tin thách thức Quang Hải và đồng đội. Dự kiến trận đấu sẽ mang đến những phút giây căng thẳng và hấp dẫn. Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy. Huỳnh Tấn Linh vừa kết thúc 3 năm dấn thân cùng đội Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã bước đi theo lối tự do và có lẽ sẽ đặt chân tới một câu lạc bộ phương Bắc gần với quê hương Quảng Ninh. Kết thúc mùa giải 2023, Huỳnh Tấn Linh cũng chấm dứt cuộc hành trình có nhiều biến động tại Hoàng Anh Gia Lai. Trái tim của anh đã gửi đi một bức thư chia tay đầy cảm xúc. Anh viết trên trang cá nhân: "Vậy là mình đã kết thúc chương trình tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Xin cảm ơn đến tất cả mọi người ở đội bóng đã luôn đứng bên cạnh, chung tay và ủng hộ mình trong suốt 3 năm qua. Cảm ơn vì mình đã có phần góp phần vào hành trình lịch sử của câu lạc bộ. Những kỷ niệm tuyệt vời tại đây sẽ mãi mãi ở trong lòng mình. Chúc cho câu lạc bộ sẽ luôn gặp may mắn và đạt nhiều thành công hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều." Huỳnh Tấn Linh gia nhập Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2020 sau 10 năm trải qua cùng đội Than Quảng Ninh tận quê hương. Trong những ngày đầu tại đội câu lạc bộ ở phố núi, Tuấn Linh đã cùng Kim Dong Su và Nguyễn Hữu Tuấn đổi mới dáng vẻ cho hàng phòng ngự. Anh là người tham gia khi Hoàng Anh Gia Lai thiết lập kỷ lục 5 trận liên tiếp không để lọt lưới tại V-League, điều mà trước đó chưa từng có trong lịch sử của câu lạc bộ. Nhưng trong mùa giải 2023, thủ môn này đã không còn được sử dụng như xưa. Anh chỉ có cơ hội trên sân trong 13 trận từ tổng số 18 trận của đội. Trong 2 trận cuối cùng của mùa, Tuấn Linh phải nhường chỗ cho thủ môn trẻ Trung Kiên 20 tuổi. Vì thế, sau 3 mùa chung tay, Tuấn Linh đã nói lời tạm biệt theo cách tự do. Nhiều khả năng thủ môn 31 tuổi này sẽ
sẽ trở lại gần quê hương Quảng Ninh, khoác áo một câu lạc bộ như Hải Phòng hay Hà Nội FC. Câu lạc bộ Hà Nội đã nằm trong nhóm hạt giống thứ 3 của khu vực Đông Á và dường như họ sẽ phải chạm trán với những đối thủ khó khăn tại Cúp C1 châu Á 2023-2024. Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo về việc phân nhóm hạt giống cho Cúp C1 châu Á mùa giải 2023-2024. Trong thông tin này, câu lạc bộ Hà Nội nằm trong nhóm hạt giống thứ 3 và nếu câu lạc bộ Hải Phòng nếu vượt qua vòng loại vào chung kết, họ sẽ nằm trong nhóm hạt giống thứ 4. Về việc bị đưa vào nhóm thứ 3, câu lạc bộ Hà Nội có khả năng phải đối mặt với những đối thủ như KKFC Lolo của Philippines, Johor Darul Tajim của Malaysia, Melbourne City FC của Australia, Lion City Silas của Singapore. Nhưng thực tế, họ cũng sẽ phải đối đầu với những câu lạc bộ mạnh hơn nhiều, có thể kể đến như Ulsan Hyundai, Jeonbuk Hyundai Motor FC của Hàn Quốc, Yokohama F Marinos, Kawasaki Frontale của Nhật Bản. Thêm vào đó, các đội trong nhóm thứ tư cũng không hề dễ chơi. Nếu như Incheon United, Urawa Red Diamond, Shanghai Port, Zhejiang FC hay PG Batum United nếu vượt qua vòng loại tiến xa, thì chắc chắn sẽ là những thử thách vượt tầm cho câu lạc bộ Hà Nội trong lúc hiện tại. Cúp C1 châu Á mùa giải 2023-2024 sẽ dựa trên suất của đội vô địch V-League 2022. Cúp C1 châu Á mùa giải 2023-2024 sẽ dựa trên suất của đội vô địch V-League 2022. Trong trường hợp này, đội vô địch V-League 2023 sẽ không tham dự Cúp C1 châu Á. Lý do cho điều này là cả hai giải đấu đang tiến hành quá trình chuyển đổi từ lịch thi đấu dương lịch sang lịch thi đấu theo mùa thu. Vì V-League đã tổ chức mùa giải 2023 trong khi Cúp C1 châu Á không, dẫn đến sự khác biệt này. Những tài năng đáng chú ý của bóng đá nam và nữ Việt Nam sẽ có cơ hội rực rỡ khi chạm đến Đức và chơi cho các câu lạc bộ, tất cả qua kết nối từ chương trình hợp tác. Vào sáng ngày 21 tháng 8, hai thương hiệu truyền thông hàng đầu là Next Media và VMG Media đã tuyên bố mình giữ quyền duy nhất phát sóng của giải bóng đá vô địch Đức Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức DFB Pokal. Một điều đáng chú ý là trong bữa tiệc công bố, ông Nguyễn Hoàng Nam, tổng giám đốc của VMG Media đã tuyên bố: "Chúng tôi là cái đầu tiên đem quyền DFB Pokal về Việt Nam trong 30 giải. Cùng với sự hợp tác toàn diện này, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi đặt kỳ vọng vào việc thiết lập nhiều chương trình hợp tác trong việc đào tạo bóng đá trẻ giữa hai quốc gia. Những tài năng trẻ nổi bật của Việt Nam sẽ có cơ hội được rèn luyện, thi đấu ở Đức, góp phần nâng cao chất lượng của bóng đá quê hương." Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Nam cũng đã chia sẻ, không chỉ hợp tác trong việc phát sóng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã đạt được thành công lớn khi cùng nhau phát triển bóng đá. Điều này đã được thể hiện qua những trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund, trận đấu từ thiện True Love hay chuyến du đấu của U17 Việt Nam cùng với đội trẻ Đức. Lần này, mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ không chỉ đồng hành trong lĩnh vực bóng đá mà còn tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, đưa hai đất nước Việt Nam và Đức càng gần nhau hơn. Ngoài các hoạt động giao hữu và thi đấu giữa các đội bóng của hai quốc gia đã được cam kết, những cầu thủ nam và nữ tài năng của Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu ở Đức thông qua chương trình hợp tác. Bên cạnh đó, những huấn luyện viên đến từ Đức cũng sẽ tới Việt Nam để tìm kiếm những tài năng trẻ xuất sắc trong chương trình Bundesliga Dream Team để đưa sang Đức để tập huấn và thi đấu. Ông Pierre Norbert, giám đốc marketing của Bundesliga International nói: "Bản hợp đồng giữa các bên là một thành công tuyệt vời, chứng minh cam kết hợp tác giữa hai bên. Không chỉ trong việc sở hữu quyền phát sóng, chúng tôi còn thúc đẩy phát triển bóng đá trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ khi khởi đầu hợp tác 3 năm trước, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một chiến lược và kiên trì thực hiện mục tiêu, mặc dù có những thay đổi và khó khăn." Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.